quý vị, mấy ngày nay ngành giáo dục đang sôi sùng sục với dự định thí điểm bãi bỏ chế độ công chức viên chức đối với giáo viên. Và nhiều người cũng đưa ra quan điểm thực chất của việc bỏ biên chế chính là tăng sự cạnh tranh trong chất lượng của môi trường giáo dục. Lúc đó thì năng lực của giáo viên quyết định mức thu nhập của họ. Và trong khuôn khổ câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi muốn nhìn nhận ở một góc độ khác của vấn đề này. Đâu là động lực để là thước đo năng lực của các giáo viên trước đây? Và nếu ngành giáo dục áp dụng chế độ hợp đồng lao động, chứ không phải là hợp đồng làm việc theo luật viên chức hiện nay, thì thước đo đó sẽ được đến từ đâu? Và chúng tôi đã mời tới trường quay ngày hôm nay Phó giáo sư tiến sĩ Chu Cẩm Thơ, là giám đốc nghiên cứu và phát triển PoMark, là phương pháp toán học mới dành cho học sinh tiểu học. Và xin cảm ơn chị đã đến với chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi có câu hỏi đầu tiên dành cho chị là chúng ta có lẽ là sẽ nhìn đầu một chút về giáo viên và quy trình vận hành giảng dạy bao năm nay của ngành giáo dục Việt Nam. Và biên chế dường như là một mục tiêu rất lớn mà bất kỳ học sinh, sinh viên sư phạm nào ra trường đều mong muốn hướng tới. Và bất kỳ giáo viên nào cũng đều mong muốn được vào biên chế, bởi vì họ luôn nghĩ rằng là được làm việc cho nhà nước là một sự ổn định và có cơ hội kiếm thêm. Chị nghĩ sao về tâm lý này ạ? Có lẽ là cái nhận định của bạn đưa ra là đúng với phần nhiều giáo viên, nhưng không phải tất cả giáo viên. Tôi cũng quan sát trong nhiều năm gần đây, tức là từ cái thế hệ của tôi, thì có rất nhiều bạn đã ra trường với cái ước mơ đã được đến một cái ngôi trường nào đó mà có danh tiếng để làm việc, hơn là làm việc ở trong một cái môi trường như bạn nói là có biên chế. Ngành của chúng ta cũng đã làm rất nhiều cái giải pháp, chẳng hạn như chúng ta áp dụng luật viên chức và giáo viên thì sẽ ký hợp đồng làm việc, chứ không phải là biên chế và không có hợp đồng như trước đây. Tuy nhiên là những cái giải pháp đó thì chưa được thực thi một cách đúng như mà mọi người mong muốn, cho nên chưa tạo được cái động lực và chưa thay đổi nhiều cái tâm lý vào biên chế để được ổn định như là bạn vừa đưa nêu ra. Vâng, tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể thấy thực tế là cái tâm lý đó hiện nay vẫn còn khá phổ biến ở trong xã hội, và có thể thấy là cái tâm lý mới hiện nay như chị nói thì có lẽ rất là phổ biến ở thủ đô của chúng ta, với những cái người mà có cái cơ hội nghề nghiệp, nếu như không làm giáo viên họ có thể nhà làm nhiều công việc khác và cái sự lựa chọn của họ có nhiều hơn. Tuy nhiên ở các tỉnh thành khác, đặc biệt những vùng sâu vùng xa chẳng hạn, cái tâm lý biên chế vẫn còn rất nặng nề. Và chị có nghĩ rằng chính vì cái tâm lý đó mà bao nhiêu năm qua chúng ta có một cái nạn, đó chính là nạn chạy biên chế không ạ? Tôi nghĩ nhận định đó là chính xác. Vì chúng ta đã giữ ổn định trong cái vị trí việc làm quá nhiều và quá lâu, đồng thời cũng chưa tạo ra được cái động lực để đánh giá cái chất lượng giảng dạy. Cho nên nhiều người nghĩ rằng là khi mình được vào biên chế thì mình đã yên tâm có một công việc như vậy cả đời. Vì thế thì để bỏ ra một số tiền mua được cái cơ hội ổn định thì tôi nghĩ rằng là ai cũng có thể đầu tư. Cho nên đó là một cái nạn mà hiện nay thì ở đâu chúng ta cũng nói đến, và có vẻ nó là sự thật. Còn tôi thì quan tâm nhiều hơn về cái động lực nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên. Chúng ta vẫn biết rằng là trong nhiều năm qua thì ngành giáo dục cũng đã đưa ra rất nhiều những cái quy chuẩn để đo lường chất lượng của giáo viên. Chúng ta có thể nói rằng như là bằng cấp này, hay là các cái đánh giá thi đua khen thưởng, và thậm chí là còn tổ chức các cuộc thi nữa. Bản thân chị thì cũng là một giáo viên trong rất là nhiều năm rồi, và đứng ghế giảng dạy ở nhà trường, thì chị nghĩ sao về cái áp lực về thước đo năng lực của giáo viên, và liệu các thước đo này thì có nâng cao được chất lượng của giáo viên hay không ạ? Trả lời câu hỏi thứ hai trước, là liệu rằng là cái thước đo đó thì có nâng cao chất lượng của giáo viên không, thì chúng ta theo dõi là trong suốt thời gian vừa qua, một bộ phận giáo viên thì đã coi những cái như chúng ta gọi là các cuộc thi, các phong trào thi đua để là một động lực của mình, nhưng không phải tất cả. Bởi vì cái điều quan trọng nhất là muốn có được thành tích trong các cuộc thi đó, muốn tạo được một cái vị trí thật sự mà chúng ta gọi là đo được trong tiêu chuẩn đó, thì không phải giáo viên nào cũng có điều kiện để làm. Bởi vì họ trước hết họ phải có một cái năng lực nghề nghiệp nhất định, cái tình yêu nghề. Thì khi mà chúng ta bắt đầu vào cái cuộc mà chúng ta gọi là thi đua để chúng ta đạt được cái vị trí ấy thì mới có được. Còn rất rất nhiều giáo viên không có cái năng lực đó, thì dù rằng chúng ta tổ chức các cái hoạt động thi đua, chúng ta tổ chức các cái hoạt động mà để nâng cấp nghề nghiệp, thì chúng ta nhìn thấy rồi, mười mấy năm trở lại đây là không có động lực cho họ là... Thưa quý vị, giáo dục thì cần nhất là sự năng động đổi mới. Thì trên thực tế không ít người năng lực có hạn ra trường thì xoay mọi cách được vào biên chế. Và khi mà họ đã được vào được biên chế thì
thì họ có cái tâm lý là thoải mái và xem như là khỏe tấm thân. Thiếu đi sự cạnh tranh, nhiều người mất đi động lực học tập và tự du ngủ mình với những kiến thức, những năm ở giảng đường bằng tấm bằng đào tạo sư phạm. Chủ trương thí điểm bỏ biên chế viên chức trong giáo viên mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra đang gây xôn xao dư luận bởi sẽ tác động đến hơn 1,4 triệu giáo viên hiện nay. Các chuyên gia giáo dục thì nghĩ gì về chủ trương này? Mời quý vị và các bạn và vị khách mời sẽ cùng theo dõi đoạn clip ngay sau đây. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Những thầy cô ở trong ngành á, phải là những thầy cô tốt nhất. Chứ chúng ta không nên chịu đựng những giáo viên mà không đủ chất lượng nhưng chỉ vì có biên chế và con em chúng ta phải học 3-40 năm. Bỏ biên chế thì đúng là các giáo viên phải năng động hơn, phải tự nâng cao cái tay nghề của mình hơn để cạnh tranh. Nhưng đấy là nếu gặp cái người lãnh đạo mà ta công tâm, người ta nghĩ cho tương lai, cho thế hệ, người ta không nghĩ tư riêng cho người ta thì đúng cái đấy là rất tốt. Trước khi thí điểm bỏ biên chế phải có cơ chế để kiểm soát trách nhiệm và quyền lực của hiệu trưởng bằng cách thành lập một hội đồng trường, và hội đồng trường này có vai trò như hội đồng quản trị của các trường tư. Nếu như 2 năm hiệu trưởng không làm tốt trách nhiệm của mình, không hoàn thành trách nhiệm của mình thì cũng bị bãi nhiệm như giáo viên. Khi mà muốn tạo ra cái sức bật của phía dưới, đặc biệt là phía giáo viên, động viên được nguồn lực giáo viên thì ta phải cải cách từ trên xuống và bắt nguồn từ chính cơ quan cao nhất là Bộ Giáo dục Đào tạo. Không phải chỉ mình Bộ Giáo dục làm được mà nó phải có cái nhất quán từ Quốc hội, Chính phủ đến các ban ngành để người ta không cản giáo dục mới được. Ta để cho giáo dục phát triển một cách tự chủ. Vâng. 1,4 triệu giáo viên sẽ bị tác động nếu như ý tưởng của Bộ Giáo dục Đào tạo trở thành hiện thực. Chị, với quan điểm của chị thì chị nghĩ thế nào về chuyện bỏ biên chế ạ? Từ khi ra trường, tôi đã nghĩ thế rằng là chúng ta phải làm theo năng lực của mình. Vì thế thì tôi rất ủng hộ cái chuyện là bỏ một cái gì đó là vĩnh viễn, như chúng ta đang có cái khái niệm là biên chế ở đây. Vì thế thì tôi nghĩ rằng là cái động lực để làm việc đó chính là không phải cạnh tranh với một người khác, mà chính là làm sao để mà mình đáp ứng được cái nhu cầu công việc. Thế nên tôi không có cái khái niệm là cạnh tranh trong nghề giáo viên. Tức là sẽ không có cái chuyện tôi có đồng nghiệp khác phải cạnh tranh để lấy công việc này, mà vấn đề là tôi có đáp ứng được cái yêu cầu của công việc hay không. Vâng, có thể thấy là nếu mà chỉ bỏ biên chế mà chúng ta không thay đổi cái cách đánh giá, phân định năng lực của giáo viên thì chất lượng giảng dạy tôi nghĩ là nhiều sẽ không thay đổi nhiều đâu. Chính xác, đó chính là cái điều mà tôi vừa nói, tức là chúng ta không cạnh tranh với một người nào cả, nhưng chúng ta phải có một cái tiêu chí nghề nghiệp và thước đo cái sự trưởng thành cũng như là đáp ứng cái nhu cầu công việc của giáo viên thật rõ ràng. Thì khi đó thì chúng ta mới có thể đặt ra cái tiêu chí là thế nào là một giáo viên đáp ứng được công việc. Và khi đó thì những nhà quản lý như tất cả các vị khách mời vừa chia sẻ trong cái đoạn clip đó, là nếu như chúng ta không thay đổi được cái tiêu chí làm việc và cái mô hình nhà trường thì chắc chắn rằng là dù có độ bỏ biên chế chúng ta vẫn không thể tạo ra cái động lực cho mỗi người lao động cũng như cho các ngành nghề khác. Trong clip chúng ta cũng vừa xem thì có khá nhiều ý kiến lo ngại về vai trò của hiệu trưởng trong nhà trường. Đó là với một cái vai trò của mình ở trong nhà trường lớn đến như vậy thì liệu có khả năng sẽ có sự thao túng lạm quyền của hiệu trưởng khi mà được giao quyền tuyển dụng nhân sự bằng cơ chế hợp đồng hay không? Cá nhân chị thì có lo lắng về điều này không ạ? Có thể trong thời điểm nào đó hoặc ở một nơi nào đó thì điều đó xảy ra, nhưng nhìn toàn cục thì tôi không lo lắng. Có lẽ là vì tôi cũng làm việc trong cả môi trường công và môi trường tư rất nhiều năm, thì tôi thấy rằng là quan trọng nhất là sự minh bạch và các tiêu chí nghề nghiệp. Bởi vì khi chúng ta trở thành một người lao động tự chủ, chúng ta nếu như thực sự là một người lao động tự chủ thì không bao giờ chúng ta lại để cái nhà điều hành của mình thao túng trong một cái môi trường mà mình ở đó mình là một thành viên, mình làm chủ. Tuy nhiên thì điều lo lắng của mọi người là sự thật. Bởi vì hiện nay thì với cái cơ chế hiện nay, với cái thực tiễn hiện nay và cái năng lực quản lý của các hiệu trưởng hiện nay thì gần khi mà tôi chia sẻ cái điều này thì hầu hết các giáo viên đều comment lại là họ thực sự lo lắng cái điều đó. Thế nhưng mà tôi thì muốn chia sẻ rằng là các giáo viên thay vì lo lắng điều đó thì phải chuẩn bị cho mình những cái kỹ năng và một cái tư duy nghề nghiệp thật sự là làm thế nào để mình trở thành một chủ thể ở trong cái môi trường làm việc đó, chứ không phải là một người làm việc bị động. Còn nếu như mọi người giữ tư duy bị động thì tôi nghĩ rằng là kể cả có một hiệu trưởng tốt thì cũng không thể nào mà có một môi trường làm việc tốt được.
Vâng, như là chúng ta vẫn thường nói, nhân tài thì ở đâu cũng có thể sống được, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ. Thưa quý vị và các bạn, lâu nay thì chúng ta vẫn nhắc nhở nhau nền giáo dục yếu kém hay khỏe mạnh không hẳn là do chương trình, sách giáo khoa, do tiền bạc mà phụ thuộc phần nhiều, thậm chí là được quyết định bởi chất lượng đội ngũ nhà giáo. Biên chế hay là không biên chế, bản thân nó thì không quan trọng, mà chính là cách vận hành hệ thống giáo dục mới đó chính là vấn đề cần đổi mới. Và còn nếu chúng ta bỏ biên chế giáo dục nhưng mà hệ thống giáo dục vẫn như cũ, vận hành như các quy định hiện tại thì chẳng khác gì là bình mới rượu cũ.